Xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái video về đặt gặp cua ở Nam Căn, Cà Mau các bạn. Thì cái gặp cua nó dễ lắm, mình chỉ bỏ ngồi cà phê chổng là mình đặt cái bản báo tiếng hồ là mình đi thăm là con cua nó vô nha các bạn. Mình quay cái video cho các bạn trải nghiệm về cái cách đặt gặp cua của người dân ở Nam Căn, Cà Mau. Đây là cái gặp cua đó các bạn. Gặp cua nó có hai cái hôm hai bên ha. Mình chỉ bỏ con cá phi mồi trong á, rồi mình đặt báo tiếng hồ là con cua thấy cái vuông tôm ở Nam Căn, Cà Mau đó các bạn. Mình có cái phao ha, mình đặt cái mồi, mình có cái phao, có phao đặng mình thấy mình thăm nha các bạn. Con cua bự rồi, năm càng một cua bự thôi. Cái cua bự trời xuống càng uống kìa. Đây là con cua càng lửa các bạn, ở dưới Nam Căn, Cà Mau mình kêu bằng cua càng lửa, có số anh em kêu bằng cua càng đỏ ha, là càng đỏ. Loại cua này là thịt nó còn chất lượng hơn cua càng trắng nữa bạn, cứng dữ lắm. Em này em bị gãy hết anh càng rồi, gãy hết anh càng cũng hơi uống các bạn. Anh càng thì mình bán cua xô rồi, uống mạnh lắm này, chắc cua này đen chứ hai càng thì mình mới bán cua nguyên được ha. Con càng một uống cua bự thôi. Uống rồi tiếp tục bơi xuồng vô vuông tôm Nam Căn, Cà Mau thăm cua các bạn ơi. Dính thêm được con nữa các bạn ơi, con thứ hai ha. Con này thì hơi nhỏ hơn cua nãy, cua nãy thì cái càng, còn con này thì nó đủ hai càng ha, càng trắng. Em này hơi nhỏ ha. Thì ở Nam Căn, Cà Mau mình thì hai lạng rưỡi thì kêu bằng y tứ rồi ha, hai lạng rưỡi 300g mình bán được quy ha. Em này thì có em này chắc có khoảng 2,5 lạng. Em kêu bằng y tứ nha các bạn. Còn cái cua đực mà nó nhỏ thì mình kêu bằng y tứ. Đỏ. Rồi là được hai em ha các bạn. Con cha mình chói ha. Cua này thì mình thả là trong vuông Nam Căn, Cà Mau các bạn. Mình thả cũng 4-5 tháng, 5-6 tháng mình bắt ha. Mình cũng thả nó đuôi như tôm vậy đó. Cứ trung bình tháng rưỡi là mình thả giống vô. Giống thì mình mua của anh em ta dèo các bạn, mình thả vô vuông tôm nè, không có cho ăn hết trơn các bạn, cứ nó tự ăn hết nè, rồi mình chỉ tới thu hoạch đặt gặp cua bắt gì thôi, chỉ sổ vuông á, chứ mình không có cho ăn cho các bạn. Cua này là hoàn toàn sinh thái tự nhiên 100% luôn nha, bởi cua Nam Căn, Cà Mau là rất là chất lượng nha. Rồi được hai con, một em càng lửa gãy càng với một em càng trắng hai càng. Rồi, rồi móc mồi vô đang thả tận bao tiếng hồi sau thông tiếp nha các bạn. Ồ, được con nữa này. Cua này gạch thế ạ. Ôi cua đực, cua đực. Cua bự, cua này nhất rồi. Nhất. Cua đực bự quá. Quá trời quá. Cua nhất. Nó tiếp càng bự. Đó. Nãy được hai con rồi, đợi thêm con nữa. Có 400g ạ. Cua bự. Ra đi, vào bên đây. Để lại, vào bên đây. Dữ. Mạnh. Cua nó có 400g, quy nhất. Mồi một cái phi nha. Hết mồi ăn vô. Nãy được hai con. Thêm được con nữa ba con. Cắn vậy hả? Dây cục không? Cua bự quá. Dây chấu hơi cục. Quá trời cua đực,
400g từ cơ nè. Rồi, móc mồi bỏ xuống nè, tâm thức mồi có phi nha. Ủa, dính con nữa rồi. Cua ốm vuông, cua đực tử nữa rồi. Cậu nóng nấy cành cành không kìa. Quá trời cua bự. Thật tuyệt. Quá trời mê. Con trời dữ rồi. Con này con thứ tư rồi. Dữ cỡ đó. Cái cua đực này nó cứng yếm mà nó mạnh, nó bự, nó dữ lắm. Này, cho nó nói vậy thêm không? Nó dài dài thêm, cua bự quá. Giữ kẹt kẹt vậy à. Giữ không giữ trời. Nói vậy thêm con nó còn thứ tư rồi đây. Ba con cua nhất không à, con coi nhất càng đó gãy càng, nó gãy càng sẵn. Con này cũng có 400g, quá trời bự. Nói về thêm nè, tại vì dây nhỏ thì mình chói mấy con nhỏ, con bự này cái nói về thêm mới chói đủ. Còn giữ. Giữ chợ. Cua nằm trăng Cà Mau nè, quá trời cua tốt rồi. Chất lượng quá. Ngồi thay mồi tiếp tục. Con này nó quá trời bự luôn, hơn 400g mà quá trời cua. Cái này bự ra bành bành không. Còn tiếp tục thả mồi nữa. Còn nữa rồi. Còn nữa rồi. Cua đực nữa rồi. Dài dễ chói thì cục thất thế. Còn thứ năm con có được bành bành không. Càng trắng không? Có con càng lửa mà. Càng lửa nãy gãy càng. Đây là cái gừng ngập mặn Nam Càng Cà Mau đó các bạn. Gừng nước ha. Rất là đẹp luôn bạn. Ở Nam Càng Cà Mau mình thì cây nước còn sai chủ đạo nha. Mà nhìn nè, trồng nó kích như là đũa dắt ống nha các bạn. Rất là đẹp. Gừng nước Nam Càng Cà Mau. Rồi, tiếp tục đi thăm gặp nơi cua nữa các bạn ơi. Còn nữa ơi, cua bự quá trời luôn rồi. Càng bữa cành trướng luôn. Càng vừa bự. Con này cua dữ lắm rồi. Con này thứ 6 rồi. Dính ngoài chèo đi. Hết việc cua còn nữa bự. Đây, quá trời cua. Dính ngoài chèo. Rồi, ra.
ít khi nào mềm. Ừ. Lửa đa số là bự bự nó cứng không? Cứng, chắc. Con này nó 6 con à. Dữ đó. Sao có sẽ hết con không, nó hết cái bự nhỏ mạnh mạnh không sáng cuồn hết cái cuồn rồi tiếp tục móc mồi vô đặt báo tiếng đi thăm nữa các bạn. Thì một ngày mình thăm có khoảng 3 giác ha. 3 tiếng hồ mình thăm lần. Đây là chuyến thăm đầu tiên mà vậy là quá thành công các bạn. Tổng cộng được 6 con cua. Rồi, mà bơi về nhà các bạn. Thả tổng cộng có khoảng cũng gần 30 cái gặp các bạn. Mà mình chỉ quay mấy cái dính thôi nha. Quá trình thăm lâu lắm, bơi cũng vòng vòng 2 tiếng hồ. Thì cái nào dính mình mới quay thôi, chứ mình quay hết là video dài 2 tiếng hồ rồi. 30 gặp mình dính được 6 con cua. Rồi, mấy con cá phi mồi với cá đối mồi là đem lên muối đá lại các bạn. Đang hồi mình móc mồi tiếp ha. Cắt lại. Thăm một ngày mình thăm tới 3 giác lận. Đây. 6 con cua, con nào cũng nấy bự bự không bạn. Được mấy hai gà đỏ bự à. Mày không có cua gạch ha, còn là cua đực không. Mà nhìn nó dữ nè. Cua nằm ăn Cà Mau các bạn. Quá trời cua tốt luôn. Mấy con này 400 gram đấy, rất là bự quá bạn. Bây giờ mình cũng xin kết thúc tại đây nha.